Chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay tôi chia sẻ một cái mẹo, đó là cách mặc áo ngược cực kỳ nhanh. Ok, mời các bạn theo dõi video của tôi nha. Ok bạn, thì thông thường các bạn mặc khi mà muốn mặc áo ngược các bạn, thì các bạn lấy tay lòn lại đúng không? Lòn lại thì để làm cái áo này ra mặt phải lại thì rất là lâu nha các bạn. Thì hôm nay thì tôi chia sẻ một cái mẹo mặc áo rất là nhanh mà không cần phải dùng tay để mà làm cái áo mình cho ra mặt phải nha. Đó, ok, cách này các bạn đô đây trên ngược phải nha các bạn, thấy không? Đó là hiện tại cái áo mình đang ngược đúng không các bạn. Bây giờ đô sẽ lại này các bạn cái mặt mà các bạn mặt trái các bạn để trước nha. Các bạn để trước mặt này các bạn, đó, trồng lên nha. Đó, mình sẽ làm vậy lên, các bạn thấy không? Trong vòng 1 giây thì đô đã xong hết các bạn. Cái mẹo này thì nếu các bạn thấy hay thì hãy giữ lại xài. Ok, nếu các bạn thấy video của đô thích thú, thú vị thì hãy nhấn like và đăng ký ủng hộ đô nha. Bye bye.